À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa của bộ sách ngữ văn 8, kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành là bài số 3, lời sông núi. Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu văn bản đọc Nam Quốc Sơn Hà. Chúng ta chú ý cho cô phần nội dung chính của văn bản. Văn bản thể hiện niềm tin về sức mạnh của chính nghĩa và được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược. Nhưng qua từng câu chữ, ta vẫn bắt gặp những dòng cảm xúc, tâm trạng của tác giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào giải quyết một số câu hỏi trong phần đọc văn bản. Ở trong bài này thì chúng ta có tất cả là 6 câu hỏi. Cô sẽ hướng dẫn nhanh chúng ta trả lời cụ thể từng câu như sau. Ở câu số 1, chúng ta chú ý yêu cầu câu hỏi. Bài thơ được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Em hiểu thế nào là bản tuyên ngôn độc lập? Chúng ta sẽ có 3 bản tuyên ngôn độc lập tất cả, và đây được coi là bản đầu tiên. Vậy thì chúng ta chú ý cho cô, cần phải hiểu được tuyên ngôn độc lập là gì? Cô gợi ý cụ thể cho phần trả lời như sau. Tuyên ngôn độc lập là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường là ra đời để khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại từ tay ngoại bang. Chúng ta sẽ còn 2 bản tuyên ngôn sau nữa, đó chính là bản Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi và tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Những bản tuyên ngôn độc lập ấy thì đã tạo được ấn tượng rất là sâu sắc mạnh mẽ tới mọi người. Bởi vì đó là những cái lời tuyên ngôn vô cùng ý nghĩa, trịnh trọng mà người viết muốn gửi tới toàn thể nhân dân. Chúng ta sẽ tìm hiểu những cái bản tuyên ngôn khác trong những phần học ở những chương trình tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 2 ở trang 70 sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1. Từ cư trong nguyên tác có thể dịch là ngự, hay có nghĩa là cai quản, cũng có thể dịch là ở, tức là cư trú. Theo em, cách dịch nào thể hiện được rõ tinh thần của một bản tuyên ngôn độc lập hơn? Hãy lý giải ý kiến của em. Ở đây chúng ta cần phải suy ngẫm, liên hệ. Câu hỏi đưa ra 2 sự lựa chọn, chúng ta sẽ phải đưa ra một lựa chọn, nhưng nó phải hợp lý hợp tình dựa trên sự phân tích vấn đề của chúng ta. Vừa nãy chúng ta đã hiểu được tuyên ngôn độc lập thì là tuyên bố sự nền độc lập của một dân tộc quốc gia và khẳng định chủ quyền của quốc gia đó đã giành lại từ giặc ngoại xâm. Vậy thì chúng ta thấy là khi sử dụng từ ngữ cũng cần phải dùng những từ mà nó có nghĩa trịnh trọng và nó bám sát với lại hoàn cảnh để viết bài thơ. Cô gợi ý cụ thể câu số 2 này như sau. Cách lý giải từ cư là ngự, nghĩa là cai quản, thể hiện được rõ hơn tinh thần của một bản tuyên ngôn độc lập. Vì cái từ ở, tức là cư trú, thì là việc một người sinh sống thường xuyên tại địa điểm nào đó thôi. Còn khi dùng ngự, tức là cai quản, thì nghĩa là trông coi và điều khiển về mọi mặt. Trong khi đó thì tuyên ngôn độc lập là sự tuyên bố độc lập của quốc gia, nên sử dụng từ ngự, nghĩa là cai quản, thì sẽ hợp lý và rõ nghĩa hơn. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang câu hỏi số 3 ở trang 70, sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1. Để khẳng định chủ quyền của đất nước, tác giả đã sử dụng những lý lẽ nào? Chúng ta chú ý cô, dù là một bài thơ rất ngắn gọn, có 4 câu thôi, nhưng mà tác giả cũng đã đưa ra những lý lẽ để thuyết phục người đọc và thuyết phục chúng ta cùng tin vào cái nền chủ quyền mà đất nước đã có, đã gây dựng được. Thì ở đây chúng ta sẽ chú ý cho cô. Để khẳng định chủ quyền của đất nước thì tác giả đã sử dụng 2 lý lẽ. Thứ nhất là sông núi nước Nam, vua nước Nam cai quản. Thứ hai, giới phận đã được khẳng định rõ ràng ở trong sách trời. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang câu số 4 ở trang 70 sách giáo khoa. Theo em, câu thơ cuối cảnh báo điều gì đối với quân xâm lược? Do đâu em khẳng định như vậy? Chúng ta hãy nhìn lại cho cô câu thơ cuối để có thể trả lời được câu hỏi này. Với lời thơ dõng dạc, giọng thơ hào sảng thì tác giả đã đưa ra một cái lời cảnh báo, và cô gợi ý chúng ta trả lời câu này như sau. Câu thơ cuối ở đây đã cảnh báo quân giặc nhất định sẽ bại trận
chuốc lấy bại vong nếu như tiếp tục có ý định sang xâm lược nước ta. Và cơ sở để chúng ta khẳng định như vậy đó là bởi giặc đã xâm phạm nước mình, tức là xâm phạm vào sách trời, và chúng không thể đứng theo lẽ phải được, cho nên là chúng sẽ bị đánh tơi bời. Đó là một lời cảnh báo không hề nói khoác, đúng không nào, mà đó là một lời tuyên bố vô cùng rõ ràng, tự tin, hào sảng về chủ quyền của dân tộc. Để giặc có thể cân nhắc khi mà chúng dám đem quân sang xâm lược nước ta. Chúng sẽ không có đường lui, chúng sẽ nhận lấy thất bại thảm hại và chúng sẽ trở về mang theo nỗi nhục nhã của kẻ thua cuộc. Câu số 4 vừa rồi thì cũng là câu mang tính chất là chúng ta cần đọc kỹ văn bản và chúng ta liên hệ cơ sở để khẳng định. Vậy thì chuyển sang câu số 5 thì chúng ta sẽ cùng liên hệ đến bản thân mình. Yêu cầu câu hỏi này đó chính là câu thơ nào trong bài thơ để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất và vì sao? Em có thể ấn tượng với bất kỳ một câu nào, nhưng ở đây cô có thể gợi ý một chút. Đó là câu thơ ấn tượng nhất có lẽ là câu thơ cuối cùng, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Bởi vì câu thơ đó để gợi lên cái kết cục thất bại thảm hại của quân giặc. Và đó cũng là điều mà chúng ta mong chờ nhất khi mà giặc sang xâm lược, đúng không nào? Trải qua rất nhiều những thăng trầm, trải qua rất nhiều những ngày tháng chiến đấu gian khổ, rồi phải cần đến rất nhiều những cái kế sách, thì chúng ta sẽ đến một ngày nào đó chúng ta đánh tan giặc khỏi bờ cõi của đất nước. Vậy thì câu thơ này có lẽ là câu thơ mà sẽ được rất nhiều bạn lựa chọn để thể hiện cái sự ấn tượng của mình. Cuối cùng là câu số 6 trong phần bài học ngày hôm nay, đó chính là em rút ra được nhận thức gì cho bản thân sau khi học bài thơ này. Chúng ta có thể trả lời rất là ngắn gọn thôi, nhưng chúng ta cần hướng vào yêu cầu câu hỏi, đó là nhận thức cho bản thân. Bài thơ ngắn gọn nhưng lại được tác giả viết với lý lẽ và dẫn chứng xác thực, với giọng thơ hào sảng, thể hiện cái niềm tự hào, tự tin về chủ quyền của dân tộc. Vậy thì chúng ta cần rút ra cho bản thân bài học ở đây, đó chính là nêu cao ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước mọi kẻ thù xâm lược. Đó là bài học muôn đời mà mỗi người dân Việt Nam đều phải mang theo trong mình và đều phải luôn luôn ghi nhớ để có thể áp dụng trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Câu hỏi số 6 vừa rồi thì cũng đã khép lại bài học ngày hôm nay rồi. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi bài học. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.